Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ làm món ăn là xìa nướng ở Hàn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu mình lục xìa. Bây giờ trước tiên là mình sẽ xìa cho mọi người. Mình đã lục rồi này. Đó, bây giờ mình sẽ tách ra. Mình sẽ tách ra dĩa mình để riêng. Rồi bắt đầu mình sẽ làm than lên, mình bắt đầu mình nướng. Nhưng trước tiên là mình phải làm cái món này đã. Bây giờ mình lấy cái dĩa ra mình sẽ tách xìa ra nghe mọi người. Nghe mọi người này, xìa vậy. Giờ mình tách ra. Tới thôi là nó còn nước nó ngọt, mình sẽ tách như vậy ra, lấy một cái nắp này thôi, nó có đủ thôi, mình bỏ đi ra để bên này ra tới mình nướng. Xìa này là đặc sản đó mọi người, cái này mùa này cũng có, năm nó có mùa thôi, nó không có nhiều. Này mình lấy cho mấy tụi nhỏ ăn, mình ăn mình những con nhỏ thì mình sẽ nấu nồi cháo với cái nước này nè, cái nước lụt này nè. Cháo ngon lắm mọi người, cháo cũng được nè, nấu canh rau muống cũng được nha, nấu canh rau muống bỏ vào ngon lắm. Này này nữa ăn nó mát lắm mọi người. Đây mọi người, một dĩa này, cái này là mình để mình nướng nha. Rồi bây giờ mình tách những cái con nhỏ ra mình nè. Những con như vậy cũng nhỏ lắm đâu. Nhưng mà giờ bây giờ mình tách ra cái này để mình nấu cháo. Đây, cái này mình tách hết ra mọi người. Tách riêng ra như vậy nè. Cái giỏ để mình nướng, còn cái này mình nấu cháo mình tách ra để mình tô mình phi hành cho nó thơm, đánh vào con xìa này. Hai chồng mình đi bắt buổi đó mọi người. Vậy nó cháo cho mấy đứa nhỏ em. Có thằng Đốc ở nhà nó thích ăn cái này nên mình cho mấy đứa cháu nữa thích ăn cái món này lắm. Nồi cháo trước nha mọi người. Giờ mình phi hành. Bây giờ mình phi hành. Đây rồi. Cho nó thấm. Mình cũng nghe. Mình bỏ vào nồi cháo rồi. Mọi người. Phi hành mọi người. Thơm lá. Hành ở nhà trồng luôn mọi người. Già trồng á. Bây giờ mình phi đây. Cái này là mình ướp gia vị hết rồi mọi người. Này ướp rồi đó mọi người. Mình ướp xong rồi. Giờ bây giờ mình bỏ lên một phần này. Khi xong rồi mình đổ vào cái nồi cháo chờ nồi cháo nó nguội, nó nhuyễn ra. Mình đổ vào cái nồi cháo chờ nồi cháo nó nguội, nó nhuyễn ra. Xong một nồi cháo rồi. Mình đổ vào cái nồi cháo chờ nồi cháo nó nguội, nó nhuyễn ra. Vậy nó mới thấm được. Mình không thấm được.
thang nha mọi người. Ra mặt thang lắm nữa để mình nướng nha. Nên mọi người, giờ bây giờ mình phi hành vào con món gia vị để mình làm mình muốn nước nha mọi người. Cái này là phải cần nhiều dầu nha mọi người, để mình bỏ dầu kia ha, nữa nè. Cái này là đậu phụng nè, hành xác nè, mình bỏ một hành lá nè mọi người. Hành lá. Một ít màu điều và đường với một tí mắm là mình trộn vào. Bắt đầu khi mình phi hành này nó nóng xong là mình sẽ đổ vào đây mình trộn lên mọi người. Bắt đầu xong rồi bắt đầu mình đem xìa lên mình nướng nó nóng lên rồi bắt đầu mình đổ vô là nóng rồi mọi người. Bây giờ mình đổ này. Gia vị vừa ăn là mọi người chỉ có bỏ vịt bỏ vào lên con cua xì hoặc là ở trong này hào hay gì tất cả đều được hết mọi người. Bỏ lên bếp lên nướng này rất là ngon luôn. Rồi than đỏ rồi ngay mọi người, than đỏ rồi. Mình nướng thôi mọi người. Thế là mình bỏ từng con vào nha. Bỏ lên xong bắt đầu là mình cho đồ, mình cho sa tế đồ nướng này. Bỏ vô. Cho nó mọi người. Mọi người thử coi nè. Trộn cho nó đều nha mọi người. Mọi người nghe vậy xem có bắt đầu. Ở nó thơm. Ở người ta cũng nhiều quá nó đổ chứ. Miếng ha mọi người. Ngon quá. Cái này vừa nướng vừa ăn nó ngon lắm mọi người. Đây mọi người ơi, đây những con này đã chín rồi mọi người nghe. Vì cái này mà chín mình không cho nó nóng cho nó thấm gia vị xong thì mình sẽ gấp ra mọi người. Wow, bỏ ra dĩa nha. Wow. Nhờ đi con. Chào mọi người. Chào mọi người. Ừ, đây nhóc bây giờ nó giờ mình nướng xong rồi nó đi chơi về, nó giờ nó ăn ăn lắm mọi người. Cái này còn nóng con tí nó nguội rồi ăn nha. Thấy không? Sao giờ mình có kẹp được? Kẹp này mẹ mua không? Mình đòi ăn, mình cho nó ăn trước. Thôi thôi, để mẹ lấy. Mẹ lấy cho. Từ từ thôi. Rồi. Đây mọi người ơi. Giờ bây giờ mình đã nướng xong rồi nha mọi người. Mời mọi người dùng với hai vợ chồng mình với con của mình nghe. Giờ bây giờ mình tối rồi mọi người. Ngoan đi. Dạ. Mời mọi người ăn.
mọi người. Bây giờ hai vợ chồng mình với nhóc Nam mình dùng bữa đó mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hai vợ chồng mình nha. Mình sẽ làm những món ăn tiếp theo cho mọi người cùng xem. Chào tạm biệt mọi người, nhớ đăng ký và like, chia sẻ giùm cho mọi người, hai vợ chồng mình nhé. Tạm biệt mọi người nha. Nghĩa tạm biệt mọi người đi con.